Xin kính chào quý chị khách hàng. Đối diện quý chị khách hàng mình thấy theo cái hướng tay em chỉ đây là cái lốc A1 hai mặt tiền nhé. Đấy, diện tích là 5 x 30. Hai mặt tiền thì những cái căn đó là đã có khách hàng mua hết rồi. Thì đối diện A1 thì nó sẽ có A2 đây. A2 bên cạnh này thì A2 bên cạnh này thì diện tích nó nhỏ hơn, ngắn hơn nha quý chị khách hàng nhé, 5 x 20. Đấy, 5 x 20 xây 1 trệt 2 lầu. Tuy nhiên ở đây thì giá A2 á thì nó có 4 tỷ 2 đến 4 tỷ 3 thôi. Còn cái bên chỗ A1 thì cao hơn nha quý chị khách hàng nhé. Đấy, 5 tỷ mấy 6 tỷ một căn hồi xưa mua. Đấy. Và ở đây thì Hạnh Nguyễn cũng xin hôm nay là quay lại cái dự án La Villa Green City này cho quý chị khách hàng mình tham khảo. Quý chị khách hàng mình đã đầu tư hay là đã ăn cửa khu vực này thì mình có thể xem video hoặc là bỏ qua. Thì ở đây là chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh đang còn khá là nhiều sản phẩm nha quý chị khách hàng nhé. Khá là nhiều sản phẩm luôn. Đấy, cực kỳ nhiều sản phẩm và sản phẩm ở đây thì cực kỳ là tốt nha quý chị khách hàng nhé. Đấy, ở đây thì giá là có 4 tỷ 3 một căn thôi. Đó, có những căn đang hoàn thiện, rất là nhiều căn đang hoàn thiện. 4 tỷ 3 một 4 tỷ 2 đến 4 tỷ 3 một căn. Thì ở đây đang có những cái chính sách rất là tốt cho dịp cuối năm 2023 khi mà quý chị khách hàng mình sở hữu nhà. Khi quý anh chị khách hàng mình đã cọc một căn ở đây á, thì sẽ có những cái chính sách thanh toán hậu mãi như sau. Khi mà quý anh chị khách hàng mình thanh toán 20%, đấy, được chiết khấu 3%, phần còn lại mình trả chậm trong vòng 24 tháng không lãi suất nha. Không lãi suất. Và khi mà quý anh chị khách hàng mình thanh toán 50%, phần còn lại mình trả chậm trong vòng 12 tháng không lãi suất và được chiết khấu 5%. Khi quý anh chị khách hàng mình thanh toán là 95% thì chủ đầu tư sẽ chiết khấu cho mình 9%. Và đặc biệt ở đây thì quý anh chị khách hàng nào mình có hộ khẩu ở Long An, ở Tân An này thì sẽ được chủ đầu tư chiết khấu thêm 1%. Quý anh chị khách hàng nào mình thanh toán mà trước đây đã mua một cái sản phẩm của chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh, tức là khách hàng thân thuộc của tập đoàn Trần Anh, sẽ được chiết khấu thêm 1%. Và đặc biệt đợt này một chương trình ưu đãi cho chị em phụ nữ rất tốt. Đó là quý anh chị khách hàng mình sở hữu nhà tại đây được chiết khấu thêm 3%. Nếu quý anh chị khách hàng mình mua nhà từ tháng từ 20 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 10 và sẽ được chiết khấu, chủ đầu tư sẽ chiết khấu cho mình thêm 3%. Maximum ở đây thì đâu đó là khoảng 15-16% rồi nha quý anh chị khách hàng nhé. Cho nên mua một căn 4 tỷ 2 thì đâu đó mà chiết khấu xuống thì còn 3 tỷ 7, 3 tỷ 8 một căn à. Đấy, giá rất là ưu đãi cho đợt này nha quý anh chị khách hàng nhé. Thì ở đây bất động sản Hạnh Nguyễn nhận ký gửi nhà, có cái sản phẩm mới của chủ đầu tư luôn, cộng với nhận hoàn thiện nhà luôn. Thì quý anh chị khách hàng nào mình đã mua ở sản phẩm của chủ đầu tư thì mình xem video mình tham khảo thêm. Và có nhu cầu hoàn thiện nhà hoặc có nhu cầu mà mua thêm căn nhà hoặc giới thiệu người nhà đến mua nhà, hay là quý anh chị khách hàng mình ký gửi thì cũng có thể liên hệ bất động sản Hạnh Nguyễn. Số điện thoại Hạnh Nguyễn để trên màn hình, quý anh chị khách hàng mình tham khảo thoải mái luôn. Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị hết khách hàng hết lòng hết mức luôn, để cho quý anh chị khách hàng có một cái căn nhà ưng ý, một cái sản phẩm đầu tư bất động sản tốt đẹp luôn, để mà an tâm mình đầu tư cũng như là an cư khu vực này. Thì quý anh chị khách hàng nào mình có nhu cầu thì có thể alo cho bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Số điện thoại Hạnh Nguyễn để trên màn hình. Và xin kính chào quý anh chị khách hàng, hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở video tiếp theo và một dự án tiếp theo.